Kính bạch sư phụ, con xin hỏi câu số 4. Kính thưa sư phụ, ngộ là ngộ cái gì thưa sư phụ? Ngộ cái tâm. Bây giờ tất cả Phật pháp đều nói cái tâm. Bây giờ tất cả các pháp môn tu đều là môn ngộ cái tâm. Biết được cái tâm mình á, thì mới làm chủ được mình. Được làm chủ cho mình mới được tự do tự tại. Được tự do tự tại á, mới được giải thoát tất cả khổ. Cho nên á, bây giờ mình chưa ngộ phải tin mình có cái tâm, mà lũ thứ năng lực á, thần thông biến hóa trí huệ năng lực đều lại lũ bằng như Phật Thích Ca. Rồi bây giờ tu là phát hiện cái tâm của mình sẵn có đủ thứ năng lực đó. Thì ngộ là ngộ cái tâm. Bây giờ á, mình á, cũng như mà kinh á, thí dụ là cái hạt trôn như ý á, lễ trong áo, nhưng mà không biết, cứ cho mình nghèo đi ăn xin các nơi á. Bây giờ cũng như Phật chỉ đó, ở trong áo mình có hạt trôn như ý, sao không đem ra xài á? Lúc mà phát hiện được đó, thì giàu sang đèn đâu có cần, còn cần đi ăn xin nữa. Bây giờ á, mỗi người đều có cái hạt trôn như ý, nhưng mà không tin. Cứ cho mình nghèo muốn tìm ở ngoài á, muốn cầu ở ngoài không. Cái của mình sẵn có. Không đem ra xài, cứ đi cạo cái ngoài á. Kính bà sư phụ, mình muốn làm chủ được mình rất là khó, thí dụ làm sao mà tự mình làm chủ được mình được chứ? Thì bây giờ cứ giữ cái nghi tình á, tôi chừng ngộ á, thì hiện cái tâm mình á, thì biết cái tâm mình rồi làm chủ cái tâm á.